Đây. Hôm nay tập trung toàn siêu xe tại Hớn Quản. Vâng, và chiếc 86 đời 92 lúc này đã được chủ nhân. Hôm nay tiếp tục lên gấu và chiếc Kubota siêu nhân đã về với chủ mới các bác nhé. Đấy, hôm nay Lê Tuấn cũng review lên cho các bác một chút về đã về với chủ mới rồi các bác nhé. Chiếc Kubota xin tạm biệt các bác. Đấy, ok. Và chiếc Belarus hai cầu. Hôm nay đây ở chủ nhân mới của chiếc xe Belarus hai cầu này. Đấy, đã bằng lòng đưa em Kubota này về làm dâu xứ lạ. Vâng, và tiếp tục bên đây là một chiếc 86, máy 86 đời 92 các bác nhé. Đấy, chuẩn bị xuất xưởng. Bác nào có đang còn thích về dòng xe này thì alo cho em, chút nữa em về review. Rồi, lên đi, thử chạy đi cho chị mấy đường đi. Rồi, Lê Tuấn cho chủ mới về luôn các bác nhé. Đấy, đã có lên chủ mới đi chưa. Rồi, và đây chiếc Kubota đã có chủ. Rồi, xin chúc chủ mới nhá. Rồi, uống cái dàn kia không? Đấy. Ghê chưa, ghê chưa? Chủ yếu chưa chơi mà. Chưa chơi dàn đó à? Vô đây à? Đâu lên chỉ mấy đường đi. Rồi thôi chạy xuống đi, chạy xuống cái chú đưa chứ. Nha, chạy xuống chú đi cái này hiểu vậy. Rồi ok. Ok các bác nha. Thôi. Không ơi, chạy. Này đang rung lắm. Đâu nó cũng chạy đồ mà ra đường mệt lắm á. Ừ. Rồi ok. Ờ mày chạy đường nào đâu chứ gì đường. Rồi mày chạy. Rồi cái đầu này. Rồi. Cái này. Ôi, đằng kia có gì? Chào bác. Rồi. Thôi giờ mình về nhá. Dạ. Rồi ok, anh về cái. Em về chị ơi. Làm sao là ngày mai đưa rồi. Đi ra đường rồi nhá. Rồi ok. Rồi. Rồi. Rồi chạy chú đi rồi. Có lính chán ở hàng ấy. Nhưng mà ai chịu nó về? Đấy, nó bắt đưa tiền nó phát lại. Rồi. Đây ok, chạy đi. Kìa bàn ghế kìa. Rồi ok, xe đã lên được. Về với chủ mới. Rồi ok, rồi luôn. Rồi, xin tạm biệt em yêu, hẹn gặp lại. Vâng, và xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Xe rất hoành tráng. Bác nào thích cái này nói với em nhé. Đấy. Vâng, và xin tạm biệt. Bây giờ em cũng phải về luôn. Vâng, chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Rồi, tạm biệt đi.